Đa số là em mua hàng cũng là nhờ các anh chị KOL, KOC đấy ạ. Bởi vì là em thấy là em tin tưởng họ thôi, chỉ đơn giản là em tin tưởng. Và là những người họ đã có uy tín, họ đã trải nghiệm rất nhiều và nhiều người tin tưởng mua hàng qua các tháng thì em sẽ lựa chọn. Cuối năm 2023, một tài khoản TikTok có 6,5 triệu lượt theo dõi đã chia sẻ clip trải nghiệm sau khi uống sữa tăng cân. Chỉ sau vài buổi thì giỏ hàng của người này đã bán được gần 10.000 hộp. Thế nhưng sau khi bị tố là sữa đang quảng cáo có vấn đề, chủ tài khoản đã lên tiếng xin lỗi. Trước đó, một kênh TikTok với nội dung về gia đình có 1,2 triệu lượt người theo dõi đã đăng tải bài viết giới thiệu sản phẩm về thạch canxi, giúp cải thiện chiều cao và hỗ trợ phát triển trí não của trẻ. Sau đó, chủ tài khoản cũng phải lên tiếng và đăng tải video xin lỗi. Thực sự đây là một cái lỗi sai lầm lớn nhất của mình. Còn nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ cũng đã từng phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật cho những mặt hàng như là sữa, thực phẩm chức năng, thuốc không qua kiểm chứng. Thực tế thì việc nhận quảng cáo cũng như kiểm chứng sản phẩm hiện rất lỏng lẻo, hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức từ người làm nội dung quảng cáo. Nhiều bạn thì chưa từng trải nghiệm các cái sản phẩm đó, nhưng chỉ cần có tiền, có booking, có lợi nhuận thì các bạn ấy hoàn toàn có thể trả lời rằng bạn ấy đã sử dụng cái sản phẩm đấy rất là lâu. Trong những ngày vừa qua thì Quốc hội đã thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, và trong cái dự án luật này thì có bổ sung các quy định để mà siết chặt quy định với những người có ảnh hưởng quảng cáo sản phẩm trên mạng. Thì ông thấy là các quy định mới này thì đã đầy đủ và đã hợp lý chưa? Trước hết ấy, chúng ta nếu nói về gọi là người có ảnh hưởng trên mạng, người nổi tiếng ấy, thì phải khẳng định rằng điều đầu tiên họ là những người có tài. Trong luật thì mà có ba cái vấn đề để nói về cái vấn đề người nổi tiếng đó là họ phải chịu trách nhiệm, họ phải truyền tải cái nội dung đó, và đặc biệt hơn nữa là có cái câu là họ đã phải từng đã sử dụng cái sản phẩm đó. Thì hiện nay cái câu thứ ba đó là vấn đề đã từng được sử dụng thì được nói, thì đang gây ra tranh luận tương đối nhiều ở trên mọi cộng đồng. Thì theo quan điểm của tôi thì trong đó chúng ta nên rõ ràng là như thế này: thứ nhất là cái người mà nổi tiếng đó là phải nghiên cứu kỹ cái sản phẩm mà mình được nhận trách nhiệm là truyền tải đi. Nhưng mà cái thứ hai là phải đã từng sử dụng, thì điều này rất là khó kiểm chứng và không ai có thể kiểm chứng được. Cho nên rằng trong đó vẫn cái đề rằng là phải có kiểm chứng, nhưng mà nếu là không kiểm chứng thì không được phép nói mà ở một hình dạng là gây hiểu nhầm là tôi đã sử dụng, mà phải nói là gì, đây là sản phẩm là tốt, là chất lượng theo nhà cung cấp, theo cái nhãn hàng đó, thì đây là sản phẩm này đã chữa được những bệnh này, thì phải nói rạch ròi và rõ ràng, không thể nào đánh lận hai cái việc để gây cho người ta hiểu nhầm. Thì trong luật cũng nên thêm bổ sung cái nữa là nếu không sử dụng, nếu chưa sử dụng thì phải làm rõ cái việc này. Như vậy là cần phải có những quy định cụ thể hơn là với những người có ảnh hưởng mà quảng cáo trên mạng thì những gì được nói, những gì không được nói là phải cụ thể hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, bởi vì tôi nói ví dụ là cái lách luật nó rất là một nghệ sĩ nổi tiếng không cần phải nói sản phẩm này là cái gì cả. Tôi nói ví dụ là lấy một cái tuyếp đánh răng Colgate, xong là đánh răng, xong cười tươi, sảng khoái quá, chấm hết, không nói một câu gì cả thì đã quảng cáo cho Colgate rồi. Thế nếu một cái sản phẩm đó là một sản phẩm mà xấu, không đạt tiêu chuẩn thì cũng không ai phạt được. Thì đấy, nó sẽ liên quan đến gọi là đạo đức nghề nghiệp. Và chính vì vậy trong luật vừa xong cũng đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và Hiệp hội Ngoại Việt Nam chúng tôi là sẽ ra cái quy tắc ứng xử nghề nghiệp. Cái đạo đức nghề nghiệp đó ở trong hiệp hội của chúng tôi, các thành viên nếu ai vi phạm đạo đức nghề nghiệp đó thì các đồng nghiệp và người khác cũng sẽ không làm ăn nữa, không chơi với họ nữa, vân vân. Thì cái điều đó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Vâng. Có thể thấy rằng là hiện tại thì các nền tảng xuyên biên giới như là YouTube, Facebook hay là TikTok vẫn đang cho phép người sử dụng mạng xã hội đăng tải quảng cáo và bật tính năng kiếm tiền khá là dễ dàng. Bên cạnh đó thì công cụ để kiểm soát nội dung quảng cáo hay là vi phạm quảng cáo chưa đảm bảo hiệu quả. Vì vậy mà nhiều nước trên thế giới thời gian qua đã có các biện pháp xử phạt mạnh tay với các nền tảng này. Mới đây, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã bị cơ quan giám sát tiêu dùng của Brazil phạt 3,6 triệu đô la Mỹ vì để quảng cáo lừa đảo xuất hiện trên nền tảng của mình. Trước đó, hồi năm ngoái, công ty này cũng bị phạt 1,86 triệu đô la Mỹ do quảng cáo gây hiểu lầm. Tại châu Á, nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để xử lý các nền tảng mạng xã hội vi phạm quy định về quảng cáo. Riêng năm 2022, Hàn Quốc phạt Meta và Google tổng cộng 100 tỷ won, khoảng 71,3 triệu đô la Mỹ vì hành vi theo dõi và sử dụng dữ liệu hành vi người dùng để phục vụ quảng cáo mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.
Còn ở Thái Lan, các mức phạt có thể dao động từ 100.000 baht, khoảng 2.900 đô la Mỹ đến hàng triệu baht đối với những vi phạm nghiêm trọng. Italia cũng không đứng ngoài xu hướng này khi áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với quảng cáo trên mạng xã hội. Nước này yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải đảm bảo rằng các quảng cáo không vi phạm các luật về bảo vệ quyền riêng tư và chống gian lận. Nếu vi phạm, mức phạt có thể lên đến 5 triệu euro tùy theo mức độ. Thưa ông, là mặc dù thì mỗi nước có những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể học hỏi được gì từ cách triển khai của các quốc gia khác không ạ? Luật quảng cáo của Việt Nam rất rõ ràng, rất mạch lạc, và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta xử phạt họ. Vậy thì mức xử phạt là bao nhiêu thì trên cơ sở thế giới như thế nào thì chúng ta vẫn có thể tham khảo. Các cơ quan quản lý chắc chắn phải nghiên cứu, và chúng tôi nghĩ rằng là đối với các nền tảng mạng xã hội và kinh doanh về quảng cáo, đó là vấn đề kinh tế, cho nên đã phạt các nền tảng thì không thể phạt nhẹ được. Theo tôi được biết thì trong cái dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo ấy, thì hiện nay thì đã có những cái quy định để mà xử phạt vi phạm quảng cáo, nhưng mà cái đối tượng xử phạt thì lại chưa vươn tới những cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là YouTube, đúng không ạ? Đến, nếu tính đến thời điểm này thì là chưa, nhưng kể từ khi mới cách đây mấy hôm chúng ta ra có nghị định 147. Tuy nhiên cái nghị định 147 đó cũng chưa đủ sức mạnh lắm, và bởi phải làm sao đưa những nội dung đó giống như đợt sửa đổi bổ sung luật quảng cáo bây giờ. Ban hành được luật quảng cáo đó thì sức mạnh của chúng ta mới có đủ để mà có thể răn đe được đối với các cái nền tảng mạng xã hội. Sáng nay trong phiên trả lời chất vấn thì Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng rất nhiều lần nhấn mạnh đến nghị định 147 mới được ký cách đây 3 ngày thôi. Và tôi rất chú ý đến lời khẳng định của Bộ trưởng là nếu như những nền tảng xuyên biên giới vi phạm thì chúng ta có đủ nguồn lực để dừng hoạt động của toàn bộ các cái nền tảng này. Thì ông có bình luận gì về quyết tâm này của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông? Trước hết thì tôi nghĩ rằng là cái tham vọng của Bộ Thông tin và Truyền thông, hay nói hơn là tham vọng của Bộ trưởng Nguyễn Hùng, là rất là mạnh và rất là quyết liệt. Nếu chúng ta quyết tâm làm thì tôi khẳng định sẽ làm được, bởi vì theo tôi nhớ là khi nghị định 70 ra, rất nhiều nhà quảng cáo vân vân đã phản đối mà không hài lòng, nhưng bây giờ dần dần họ đã quen và họ đã phải chấp nhận một cách rất là vui vẻ. Và tôi hy vọng nghị định 147 lần này cũng sẽ có thể gây phản ứng, nhưng mà dần dần họ sẽ phải tuân thủ, giống như chúng ta đã không được uống rượu bia, giống như chúng ta phải đội mũ bảo hiểm. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trường Sơn. Thưa quý vị, theo báo cáo của We Are Social thì tại Việt Nam, lượng người xem quảng cáo trên Facebook chiếm là hơn 67% tổng dân số, còn với YouTube là gần 64%. Dự báo trong năm nay thì quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam có thể đạt 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ, và trong đó 70% doanh thu nằm trong tay các mạng xã hội xuyên biên giới. Thế nhưng Việt Nam chỉ thu được một phần rất nhỏ thôi trong những khoản thuế liên quan đến lĩnh vực này. Thế nhưng điều quan trọng hơn là tính mạng, sức khỏe và lòng tin của người dân đang bị thách thức trong ma trận quảng cáo vàng thau lẫn lộn. Tất nhiên, mỗi người tiêu dùng cần phải học cách làm người tiêu dùng thông minh. Nhưng rõ ràng công tác lập pháp và thi hành pháp luật trong lĩnh vực này cần phải được tăng tốc hơn nữa. Bởi vì với sự phát triển của công nghệ thì ngày càng khó khăn hơn để có thể làm một người tiêu dùng thông minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi vấn đề hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.